Rồi hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình vừa xong ba cái con máy anh em. Thì đây là con 16 feet lớn, công suất lớn anh em, chạy băm bít 6 chế độ, thả cáp và một vợt luôn anh em. Thì con này là con 16 feet nhỏ, băm bít 3 chế độ ha. Thì con này chiên một vợt và thả cá trắng ha. Thì con này là con 12 feet nhỏ, chạy băm irbt. Thì để mình test cái con 16 feet lớn công suất lớn cho anh em ha. Rồi đây là công tắc chuyển chế độ ha, đây là chế độ một vợt luôn ha anh em. Chế độ thả ha anh em, chế độ thả cáp luôn ha. Đây là chế độ một vợt ha, máy thì rất là lực ha anh em. Rồi em test máy để đăng lên cho anh em xem và hướng dẫn anh em sử dụng luôn ha. Cái anh em nào đặt máy thì các anh em vô xem cái video để mà biết cách sử dụng ha. Thì con máy, ba con máy này em sẽ đóng hàng, đóng gói gửi hàng cho tất cả các anh em luôn. Thì con mình là con 16 feet lớn chạy bơm bít 6 chế độ. Con này là con 16 feet nhỏ chạy bơm bít 3 chế độ. Và con này là con 12 feet băm irbt 2 chế độ ha, băm sung và đánh lì ha. Thì các anh em xài thì các anh em cứ liên hệ ha. Chào anh em ha.